Sẽ có một bản tin khá hy hữu trong ngày hôm nay Thưa quý vị, bản tin cho biết là một giám đốc của công ty thức ăn sản xuất cho chó Đã ăn sản phẩm của công ty trong suốt 30 ngày Ông Mitch Federhoff là giám đốc điều hành của công ty Mustang Milling có trụ sở Texas Đã không ăn gì ngoài thức ăn cho chó do chính công ty của ông sản xuất trong suốt 30 ngày dòng dã Cụ thể là ông Mix đã thực hiện một kế hoạch ăn kiêng kỳ lạ kể từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 vừa qua. Thông qua việc làm này thì vị giám đốc muốn chứng minh chất lượng thức ăn cho chó của công ty mình hoàn toàn bảo đảm. Tuy nhiên ông Mix cũng phải thừa nhận là chế độ ăn uống này không phải là dễ dàng. Ông Mix chia sẻ: "Thức ăn cho chó không có dễ ăn đâu, nó giống mùi như là thức ăn của chó." tôi đã trải qua tuần đầu tiên một cách đầy đau khổ. Bốn ngày đầu tiên thực sự là rất khó khăn. Vị giám đốc điều hành cũng tiết lộ rằng tuần đầu tiên rất khó khăn nhưng đến tuần thứ ba thì đã bắt đầu quen với khẩu vị thức ăn cho thú cưng đến mức chúng trở thành món ăn yêu thích của ông. Trong một đoạn video đăng tải trên trang mạng thì Mitch nói rằng cảm thấy hoàn toàn tuyệt vời, ngoại trừng việc thực sự là thiếu những vị của thức ăn bình thường mà con người hay ăn. Rất nhiều người tỏ ra nghi ngờ với sự thử thách của vị giám đốc trẻ, nhưng anh Mitch tuyên bố rằng mình đã thực sự làm như vậy. Anh không khuyên bất cứ ai bắt trước thử thách của mình, nhưng Mitch khẳng định rằng sản phẩm của công ty Moester Milling Đúng là một loại thức ăn cho chó tốt nhất trên thị trường. Vào ngày cuối của sự thử thách 30 ngày ăn thức ăn cho chó, Mitch nói rằng anh đã giảm 30 kg và các đồng nghiệp của Mitch nói đùa rằng chế độ ăn uống đặc biệt này đúng là có một số tác động tích cực đối với anh. Nhân viên Ken Barnes nói đùa rằng hiện nay trông bề ngoài của Mitch quá bóng mượt. Chúng tôi nhận thấy rằng tóc của anh ấy ngày càng dày hơn và chúng tôi cũng tin rằng của anh ấy bắt đầu mọc trên từng đốt ngón tay